Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trần Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia hưởng ứng. Toàn tỉnh đã có 21.000 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận, làm lợi gần 120 tỷ đồng. Trên 1.300 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chúc mừng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh khen thưởng tại hội nghị và biểu dương những kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân viên chức lao động Hưng Yên đã góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh. Trong bối cảnh chịu tác động bất lợi từ đại dịch COVID-19 toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, chức người lao động cần quán triệt tinh thần của Thủ tướng Chính phủ. Khó khăn gấp 2 thì nỗ lực, cố gắng phải gấp 3. Tập trung cao, thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, tiếp tục quán triệt và thực hiện thật tốt nghị quyết của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy những kết quả các phong trào thi đua yêu nước, sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của tỉnh ủy, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn Hưng Yên ngày càng vững mạnh. Cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của từng cấp công đoàn để phù hợp với thực tiễn của mỗi cơ quan, mỗi đơn vị và mỗi doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với nhiều cách làm mới, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn, thật sự trở thành ý thức tự giác, góp phần to lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan chức năng trong việc giải quyết những vấn đề hoạt động công nhân, công đoàn giải quyết những vấn đề bức xúc về lao động, việc làm, thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần. Và đặc biệt là tới đây thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề nhà ở cho công nhân, tạo điều kiện để công nhân viên chức người lao động nghiên cứu khoa học, công nghệ ứng dụng vào trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát huy tài năng của mình vào sản xuất và công tác và mang lại hiệu quả thiết thực cho phát triển sản xuất kinh doanh cũng như phục vụ đời sống sau trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn. Tăng cường và chú trọng xây dựng điển hình và các mô hình điển hình tiên tiến, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hưng thịnh và yên bình. Tại hội nghị, 99 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã được tuyên dương khen thưởng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức giao lưu với các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.